Channel Supertech tên. Và hôm nay mình sẽ làm video tìm hiểu. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu mình sẽ tìm hiểu về một nhân vật creepypasta khác trong hội creepypasta kinh dị. Cũng khá là lâu rồi mình chưa làm một video tìm hiểu về sát nhân hay là một nhân vật creepypasta nào khác. Và trước khi mình bắt đầu nói tên của nhân vật mình sẽ kể, mình sẽ nói một chút về nhân vật này. Nhân vật này là một tác giả truyện kinh dị trong thế giới creepypasta, nhưng mẫu truyện kinh dị từ những đoạn đầu á là dường như là không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau một hồi đọc truyện có một số bức ảnh có những cảnh máu mẹ kinh dị. Thật sự mẫu truyện này thực sự là rất là ghê, và những ai đọc tên nhân vật creepypasta đó thì cũng sẽ bị gặp cũng sẽ gặp phải nỗi kinh hoàng. Và nhân vật đó chính là nhân vật Sango, một nhân vật ít người biết đến trong thế giới creepypasta. Tên nhân vật này thật sự là phải là một niềm nỗi đáng sợ trong đối với những mẫu truyện tranh kinh dị. Trước khi bắt đầu làm video, trước khi bắt đầu vào kể về nguồn gốc sức mạnh của hắn, là các bạn đừng quên để lại cho mình like và chia sẻ video của mình cho mọi người xung quanh, đăng ký và ấn nút chuông của mình phía bên cạnh kênh của mình để tạo thêm nhiều nguồn động lực để mình làm những video tiếp theo. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn hình ảnh của Sango cho các bạn hiểu rõ hơn. Đây là hình ảnh của Sango. Thực sự là theo mình thấy là nhân vật Sango này, theo mình thấy là một trong những nhân vật kỳ quái nhất trong thế giới creepypasta, là bởi vì nhân vật này có tận tới 7 cái miệng. Đó, nhìn là cũng khá giống Slenderman, là có những cái xúc tua dài, còn Sango này là tận tới 7 cái miệng. Một điểm kỳ dị mà không có một nhân vật creepypasta nào có. Bây giờ mình sẽ lên mạng Wikia để tìm hiểu về sức mạnh và nguồn gốc của nhân vật này. Trước khi bắt đầu vô, mình muốn cho các bạn xem một số bức ảnh của mẫu truyện tranh của một số mẫu truyện tranh kinh dị. Đây là mẫu truyện tranh khác. Nếu mà nhìn một hồi thì vẫn không có chuyện xảy ra như những mẫu truyện tranh bình thường, nhưng nếu các bạn nhìn xong một hồi, thật sự là cái ảnh tiếp theo là cực kỳ ghê luôn. Sau khi xem một hồi là các bạn sẽ thấy xung quanh là toàn những cảnh máu mê kinh dị. Ở phía trên này là có chữ Hy Công, tức là hắn ta đến. Và cuối cùng là một cái ảnh cực kỳ đáng sợ và ghê rợn, và kèm theo dòng chữ Sango trên đây, tức là nhân vật này đang đọc chữ Sango và đã xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ ở trong đây. Hay là chữ Y trong đây mình cũng không hiểu là nó là có ý nghĩa như thế nào, nhưng thực sự là nhân vật mẫu truyện tranh này kỳ ghê. Đó, các bạn đã xem qua một chút ghê rợn về cái mẫu truyện tranh hồi nãy mình đã cho các bạn xem. Còn bây giờ mình sẽ đọc nguồn gốc và sức mạnh của hắn. Hắn ở đây chính là Sango, mình nhắc lại cho các bạn nhớ nha. Sango, bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc nè. Sango là một Mimi, nơi một người chụp một bức tranh trị tranh nổi tiếng và làm phỏng nó với kết quả đáng sợ. Mọi người cũng có thể sử dụng văn bản lộn xộn như một cách nói dai
Sango vô hi, Sango có thể được nhận ra trong bất kỳ bối cảnh nào bằng hai từ mọi người nói đi. Sango ở gần, nói khi Sango ở gần, anh ấy đỡ. Giờ mình sẽ đọc nguồn gốc của Sango nha. Sango là một sinh vật có thể được mô tả tốt nhất là một nỗi kinh hoàng, một sinh vật khủng bố tối đa. Anh ta được biết đến với cái tên người chờ đợi đằng sau bức tường và người tầm thường Nesperian. Trong một số vòng tròn, anh ta nằm kề lớn nhất với bảy miệng. Tay phải của anh ta trong một ngôi sao đã chết và tay trái của anh ta cầm ngọn nến Versailles Exodum và được nhuộm bằng máu của âm The Hanger. Sáu miệng của anh ta nói tiếng lạ. Khi thời điểm thích hợp, người thứ bảy sẽ hát bài hát kết thúc trái đất. Nó gọi tâm trí đại diện cho sự nỗi lực, sự hỗn loạn, gọi cảm giác hỗn loạn, không có trật tự. Tổ âm Neverian của tâm trí hỗn loạn. Sango, người chờ sau bức tường. Sango. Sango là đứa con tinh thần của Dave Kelly, hay còn gọi là Smokey, một nhà làm phim hoạt hình Flash và Gold Something Awful. Nó lần đầu tiên được đề cập nhưng không nhìn thấy trong các nhạy truyện tranh báo tổng hợp trên một trang bán bí mật trên trang viết chính thức của ông. Kể từ khi meme lan rộng, Smokey đã thực hiện một số hình ảnh động Flash theo phong cách không thể bắt chước của mình. Tất nhiên, tham chiếu nó, bao gồm cả Sango. Điều kỳ lạ, theo ông, Sango chỉ ảnh hưởng đến một truyện tranh phim hoạt hình và minh họa, chứ không phải thực tế. Chà, điều đó chắc chắn nằm mất hiệu lực 99% vì pasta của Sango, tất nhiên trừ khi anh ta nói dối. Nó thông tin miêu tả chỉ có nhiêu đó thôi. Giờ mình sẽ sang trang tiếp theo nha. Trang đó là cũng nó không đầy đủ. Mình sẽ miêu tả tiếp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc nha. Bây giờ sau đây là câu chuyện của Sango. Cái hồi nãy là vẫn chưa đầy đủ, nên bây giờ mình sẽ đọc cái đầy đủ hơn. Sanga là một hiện tượng internet và một hiện thở đôi khi trạng thái meme thường được xem là sự nhân cách đó có sự hỗn loạn và xấu xa, tương tự như các phiên bản sau của HP Lovecraft. Sango là tạo ra bởi G Smokey. Trong tay phải của anh ta là ngọn nến trong danh sách của ai. Trong tay phải anh ta còn một ngôi sao đã chết, tay trái của anh ta dính máu Hager. Công nghệ của Sango. Sango được miêu tả là một hiệp sĩ có làn da phản lực, trong bộ áo giáp bạc được bao vây bởi một tia sét màu đen. Tuy nhiên, hình dạng thực sự của anh ta khủng khiếp hơn nhiều. Anh ta được miêu tả là có bảy miệng, nói bằng sáu thứ tiếng hôi, thứ bảy hát bài hát sẽ kết thúc thế giới, và bốn cánh tay cầm một hố đen và một ngọn nến đầm sáng bóng tối hơn là ánh sáng. Ahigar có thể là một thành phố cổ, một thực thể khác giống như anh ta, hoặc bất cứ thứ gì khác cho đến và bao gồm cả một vũ trụ. Không có được mô tả là một sinh vật vô định hình và vô mắt. Vì Sango là sự hỗn loạn xấu xa, cả hai mô tả có thể đúng. Gốc. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2004, trên trang web Something Awful, một người dùng có tên Ghost Smokey đã tải lên một số phiên bản của truyện tranh Nancy và Aki. Trong đó, thuật ngữ Sango sử dụng. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2009, Smokey đã giải thích việc tạo ra Sango trên các diễn đàn Something Awful, thực hiện một bài đăng. Trong đó, anh giải thích chi tiết về nguồn gốc của Sango. Anh ấy tuyên bố rằng anh ấy thích cách mọi người đang cố gắng giải quyết meme, trong khi không ai biết nguồn gốc thực sự của Sango. Anh ta tiếp tục nói rằng anh ta là người tạo ra Sango và anh ta đã làm được.
Kính thưa, mình sẽ đọc là tiểu sử. Sango sống trong một cung điện thủy tinh bị tra tấn, được phục vụ bởi các quân đồng vãi vào tường, lượm rèn từ những giọt nước mắt của sắc sống và nỗi và mỗi người mặc áo giáp được khắc từ sự đau khổ tập trung từ những người mẹ đau buồn. Anh ta cũng được cho là sống trong toàn nhân loại, chờ đợi bức tường kính mỏng bên trong họ nước ra để anh ta có thể tiếp quản. Biểu hiện của Sango. Sự xuất hiện của Sango được báo trước bởi kết cấu thực tế gầm gừ hoặc la hét anh ta đến, và sự đột biến khủng khiếp của các nhân vật truyện tranh và phong chữ trên web Gabin, Mabran, Stinger và hàng loạt các xúc tu là tiêu chuẩn. Lúc nào cũng vậy, đôi mắt chỉ xen chất nhần đen và chạy xuống má như những giọt nước mắt, phong chữ tranh giành và mất đi sự gắn kết. Khả năng Sango là một Abomination Eric cực kỳ nguy hiểm, bất tử và toàn năng. Anh ta có thể xé tan toàn bộ thực tại. Sức mạnh của anh ta dường như xuất phát từ cả điều kiện tự nhiên của anh ta, chia sẻ ma quỷ của anh ta, ngọn nến bị viền rủi mà anh ta nắm giữ và vô số linh hồn mà anh ta đã làm nô lệ. Trình tranh xóm. Trong khi Sango vẫn chưa phá vỡ vũ trụ của chúng ta, thực thể đáng sợ này đã làm khổ nhiều thế giới. Sango thường làm hỏng thì trên ba giải bằng cách xóm các nhân vật, phong chữ và chính câu chuyện thành một trò hề vô nghĩa nhưng kinh khủng của tài liệu gốc. Mô hình biểu hiện của Sango trong truyện tranh thì như sau. Đầu tiên, một thông điệp sẽ xảy ra. Thông điệp này có thể là dòng cổ điển anh ấy đến. Hầu một nhân vật tình cờ đề cập đến một đối tượng địa chuyện của, ví dụ gốc của teacher và hát họ chính Sango. Sau đó các nghệ nhân bắt đầu bắt chân tay từ thành thế bằng những xúc tu đen theo cấp số nhân. Trong khi đó, đôi mắt của họ bị hút cạn bởi một ở cùng một ảnh hưởng siêu nhiên, họ có thể bị chảy máu quá mất trong quá trình này. Sau đó họ không còn có thể nói chuyện mạch lạc. Bất kỳ bài phát biểu nào họ vẫn có thể tạo ra đều bị giảm thành chuỗi các biểu tượng không thể phân biệt hoặc vật vẻ vô nghĩa. Cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt và cơ thể của họ bị biến đổi khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng thêm một cách cực kỳ khủng khiếp và đẫm máu. Các nạn nhân không thể làm bất cứ điều gì vì tất cả họ đều chịu ảnh hưởng của Sango, và hầu hết thời gian họ thậm chí sẽ không phản ứng hoặc không có phản ứng với những gì xảy ra với họ. Điều đáng lưu ý là quá trình này, trong khi nó luôn tiêu tốn toàn bộ vũ trụ bị ảnh hưởng và dần dần và một số nhân vật có thể nhận thấy các sự kiện diễn ra ngay cả khi quá muộn. Và dù cũng rất hiếm khi Sango bỏ qua các phần của quy trình, chẳng hạn như thông báo của anh ta và ngay lập tức vận vẽ mọi thứ những bất cứ gì anh ta muốn. Đó, nếu thông tin sâu á, thì vẫn còn thì rất là dài. Trong khi đó video của mình đang bây giờ là rất dài rồi, cho nên mình tạm dừng video đến đây thôi. Nhưng sau khi mình đọc mẫu thông tin này, mình thật sự là cảm thấy rất là ghê. Khi Sango luôn có thể tạo ra một cuốn truyện tranh bình thường trở thành một mẫu truyện tranh cực kỳ đáng sợ bằng cách bằng vẹo phong tả của những mẫu truyện tranh. Thật sự là nhân vật này, tuy là nhân vật của Happy Pasta, nhưng theo mình thấy là nhân vật này cực kỳ ghê. Nên mình thấy cho dù nhân vật thì cũng ghê cỡ nào thì mình thấy Slenderman là mạnh nhất. Nhưng dù sao thì nhân vật này cũng làm cho mình cảm thấy là nổi da gà rồi. Đó. Đó, vậy là video hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại like, chia sẻ video của mình cho mọi người xung quanh biết, và đăng ký, ấn nút chuông cho kênh mình để tạo thêm nhiều nguồn động lực để mình làm video tiếp theo. Sắp tới trong vài ngày tới nữa là mình sẽ làm một cái video hài đầu tiên cho các bạn xem, đó là hài trốn thoát khỏi xác nhận Michael Myers. Đó, và những ngày tiếp theo sau khi mình làm video này là mình sẽ làm một số video về chuyến đi chơi ở Bình Định. Bây giờ tạm biệt các bạn đây, và nhớ
Nếu có chuyện gì bất thường ở trong cái phổi trị tinh á thì các bạn nên tránh xa nha. Rồi, tạm biệt các bạn.